Đây là một cái ví dụ về cứu một cái file quay bị ám màu. Thì cái file quay này cameraman quên quay ở lock mà quay ở màu standard. Nhìn rất là bị ám vàng. Đầu tiên chúng ta chỉnh cân bằng trắng lại cho đúng. Đây là một cái bước rất là quan trọng. Chúng ta giảm màu vàng đi ở ô temp, đồng thời tăng màu hồng lên ở ô tint. Cái này là để giảm màu vàng đi nhưng mà vẫn giữ được màu da hồng hào, không bị xanh. Tiếp theo thì mình hãy thêm một cái lớp vignette nét để làm nổi bật chủ thể hơn. À, để thêm một chút gia vị đặc biệt thì mình dùng hai thứ. Thứ nhất là một cái lút màu giả lập phim nhẹ do mình chế ra. Nếu mà nhiều người quan tâm thì có thể mình sẽ cân nhắc share cái lút này cho mọi người. Thứ hai là một nốt glow. Cho nốt glow này thì nên chọn mục này là soft light. Thì hình ảnh sẽ có cảm giác nó sâu hơn và màu da nó lên đẹp hơn. Cuối cùng nếu cảm thấy màu da bị vàng thì có thể thêm một cái nốt để giảm màu vàng đi ở bằng qualifier chấm vào da và kéo xuống ở trong cái tab Hue vs Shade này. Với vài bước cơ bản như vậy thì chúng ta có thể đi từ một cái hình ảnh mà rất là dễ bị khách chê và đi đến một cái hình ảnh mà có thể lấy tiền về được rồi.